Trước hết là trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến và trong lúc thời tiết mưa bão như thế này thì mời các anh chị tại trường quay Hà Nội và quý khán giả một món mà để tăng cường sức đề kháng ạ. Đó chính là chanh không hạt. Chanh không hạt là loại cây có múi phát triển mạnh trong khoảng 5-6 năm gần đây ở đồng bằng sông Cửu Long, tương đối mới nếu so với bưởi và cam, và nó đang chứng tỏ hiệu quả trong việc chuyển đổi cây trồng của nhiều nông dân. Ông Nguyễn Giải Phóng chuyển đổi từ lúa sang chanh không hạt được gần 2 năm nay. Tuổi tác ngày càng cao, giá lúa thì bấp bênh, buộc ông phải chuyển hướng sang loại cây trồng mới. Từ khi mà tôi chuyển trồng ba chanh bây giờ là đêm tôi ngủ khỏe lắm. Người nó không có mệt mỏi như hồi xưa. 10 gốc chanh này là cái giá trị thu nhập là phải 1.000 m² các anh trồng lúa mà cũng vẫn không qua nổi là 10 gốc chanh. Không chỉ ở Sóc Trăng mà chanh không hạt cũng đang dần mở rộng diện tích và hình thành vùng trồng tập trung tại Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và nhiều nhất là Long An với hàng trăm hecta. Thấy ổn định lắm, lúc đó công ty cũng không bỏ đến độ bỏ người nông dân, có nghĩa là cũng đáp ứng theo cái yêu cầu lắm. Lúc đó hàng ít hàng muộn thì cũng lấy theo muộn, có nghĩa là giá cả cỡ nào công ty cũng được đáp ứng. Toàn đồng bằng sông Cửu Long hiện nay có trên 26.000 hecta chanh không hạt, có cả những nhà máy đặt sát cạnh vùng nguyên liệu. Không chỉ xuất tươi mà chanh hiện nay còn có những sản phẩm chế biến sâu với hơn 30 mặt hàng. Người tiêu dùng trong nước chuộng chanh này vì trái to và vỏ bóng đẹp, mọng nước. Còn có một ưu điểm khác chính là không hạt nên rất là thuận lợi trong việc chế biến các món ăn. Những trái chanh không hạt còn được đóng gói bao lưới như thế này để xuất hiện ở siêu thị hay là đi xa hơn là ở trời Âu, và có thể bảo quản sau thu hoạch từ 25 ngày trở lên. Nhưng mà để đi được xa hơn như thế thì người nông dân đã phải có những cách thay đổi từ chính cách canh tác của mình. Ông Nguyễn Thanh Long có 30 hecta chanh liên kết với công ty đưa hàng vào siêu thị và đi châu Âu. Sau khi liên kết, học được quy trình chuẩn công ty đưa ra. Ngoài chuyện tuân thủ hàng loạt quy định về phân thuốc, các tỉa cành, chi tiết về tái nhất là ông đã tăng khoảng cách giữa các cây với nhau lên 5 mét. Ông Long tính toán, theo tập quán canh tác trước nay ở đồng bằng sông Cửu Long là trồng dày sẽ mang lại năng suất trong 2 năm đầu, nhưng đến năm thứ 3 sẽ bắt đầu bất lợi cho nhà vườn. Thí dụ như bây giờ mình trồng dày, một cây chanh năm nó cho 10 kg, nhưng mà chúng ta trồng thưa thì cây nó sẽ cho 30-40 kg. Cái sản lượng nó sẽ tăng lên nhiều hơn là so với mình trồng dày. Mà khi mình chăm sóc nó cũng dễ, thí dụ mình phát cỏ đồ này nọ, cái chi phí nó giảm đi, nó thưa thì mình dễ. Cái thứ ba nữa là cái thu hoạch của mình cũng dễ. Nếu trồng dày cái chanh này là bẻ ngày không được nhiêu ký đâu. Cây chanh trước nay nông dân tập trung cho trái vào mùa nắng, bởi mùa nắng giá cao, mùa mưa giá thấp. Nhưng từ ngày liên kết với công ty, hợp tác xã cũng thay đổi cách canh tác để tạo lượng hàng hóa ổn định, cung cấp 100% cho công ty. Dương giờ chia ra 5 lô, thu hoạch cuốn chiếu, trung bình mỗi ngày 2 tấn. Mình cho vậy hoài đều hết đợt này cho ra đợt khác, mà ra tết gì vừa lẫn có bẻ quanh năm. Nên giữ vững được cái cây sống lâu chút. Hôm nay vườn của ông Long đón đoàn nông dân hợp tác xã Đồng Tháp đến tham quan. Hợp tác xã này đã có hàng vào siêu thị, đang hướng đến xuất khẩu. Học tập theo một quy trình kỹ thuật thì không khó đối với các nông dân. Quan trọng hơn là họ học được tầm quan trọng của sự liên kết. Bà con là cùng với công ty này phải là siết chặt vô, là phải đeo bám theo, là công ty cũng có lợi mà nhà nông của tôi cũng có lợi. Có một chi tiết tôi để ý trong phóng sự vừa rồi là hai hợp tác xã liên kết với nhau, nghĩa là rất nhiều cây bắt tay của người dân tạo thành chuỗi liên kết lớn giúp tiêu thụ nông sản, phải không anh Khánh Long? Và đó chính là mô hình gắn kết tiêu thụ mà các doanh nghiệp và tỉnh Đồng Tháp đang xúc tiến trong thời gian vừa qua. Địa phương ở đây có vai trò là cầu nối giới thiệu cho các đơn vị tìm kiếm dùng nguyên liệu đạt chuẩn hoặc là có tiềm năng đạt chuẩn. Doanh nghiệp này có nhu cầu thu mua mỗi tháng 850 tấn chanh không hạt để xuất đi thị trường châu Âu và đưa vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Dự kiến năm sau tăng nhu cầu thu mua lên khoảng 30%, nên đơn vị đang tích cực tìm kiếm vùng trồng tiềm năng tại đồng bằng sông Cửu Long và liên hệ với các sở nông nghiệp là cách làm mà đơn vị cho là hiệu quả trong thời điểm hiện nay. Bộ Nông nghiệp có mạng lưới các sở rất tốt ở các tỉnh thành. Họ hiểu rõ chỗ nào có vườn cây ăn trái, vườn nào có loại trái nào. Thế nên trước hết chúng tôi thường liên hệ với các sở nông nghiệp để giới thiệu nhà vườn. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều hội thảo để giới thiệu công ty với nông dân, cho họ biết chúng tôi có thể làm gì và cần làm gì từ nhà vườn. Chúng tôi cũng mong muốn có sự hợp tác tốt hơn nữa với ngành nông nghiệp ở các địa phương khác tại đồng bằng sông Cửu Long. Đồng Tháp là cũng muốn hướng đến cho cái ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, muốn tiếp cận và cung cấp cái sản phẩm cho những cái thị trường khó tính, nhằm cái nâng cao cái giá trị và cái lợi nhuận cho các bà con nông dân. Nhà máy hỗ trợ kỹ thuật có giá thu mua cao hơn bên ngoài, đổi lại người dân nỗ lực canh tác. Như vậy là các bên cùng hợp tác để phát triển bền vững. Chính quyền các cấp không ai dám quy hoạch cho nông dân xã đó, huyện nó trồng gì hết. Để trồng rửa bán không ai mua ở đây, nhưng mà nhà máy tham gia được. Nhà máy chính là cái đơn vị tác nhân, cái doanh nghiệp để là giúp cho địa phương quy hoạch cái nguồn dùng đó. Ngành nông nghiệp làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Cũng nhờ cách làm này mà nhiều ngành hàng khác của tỉnh Đồng Tháp đã có chuỗi liên kết bền vững như cá tra, xoài, gạo. Chỉ riêng ngành hàng cá tra, 70% vùng nuôi toàn tỉnh hiện nay là của doanh nghiệp, 30% diện tích còn lại là doanh nghiệp liên kết với nông dân.